quên sa đa số thi phu văn tu tê phu tu sập pa mang ca lăng ra khăn tu sập quần hệ quả ta sâm pa sang khả hai nu pa quên sa đa số thi phu văn tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Su a tha la tho su vi tổ bồ đề nô bồ tát sa thê le a ro go su vi tổ hồi sa hạ sa bế nhà thi phi sa tha la tha su vi tổ bồ đề nô bồ tát sa thê le a ro ga su vi tổ hồi sa hạ sa bế nhà thi phi đề a tha la tha su vi tổ bồ đề nô bồ tát sa thê le a ro ga su vi tổ hồi tha sa hạ sa bế thị nhà thị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thú lầm thay, đức đại công xin hồi hướng đến phước đến chư thiên. Akasattha chavumattha deva naga naitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha chavumattha deva naga naitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha chavumattha deva naga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha chavumattha deva naga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha chavumattha deva naga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cắt tấp bằng kí ri văn ma ma ca về na hòa cha ma ma sa thi đá về su gắt tăng ca tăng về sát ta sanh ni nô a thi về cha sát ta a sanh ni nô ca tâm quân nha pha lăng mây hằng sắp đề pha di pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng quân nha pha lăng ma già về cha tát thanh na cha nam ti đề hòa gan toa ni huệ đa dùm sắp đề lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương khỏa lầm. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta hôn tù nha ta vô. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến thiện hữu của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng wa ta nô cùng nhằn a sa hòa khá già quá hàng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Y đăng nguyện hùng nhằn giúp đà nát xá tích cho vô hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền giao Tam Quy và ngũ giới hàng Phật tử chúng con một lần nữa. Chúng con thành kính tri ân đến Ngài. Chúng con xin tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng đạo quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Con xin chư phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ giúp quý Ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thà Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, thời kinh Tam Bảo và thọ giới đã hoàn mãn. Bây giờ là 4:30. Dạ, có gì sơ sót khi con đọc Tam Bảo quy, cung thỉnh chư thiên quy tập quy Tam Bảo và thọ trì quy giới thì con kính xin sám hối đến Tam Bảo, đến quý sư, đến toàn thể đạo tràng xin xá lỗi cho con. Dạ, con xin kính dâng nhất đến cho Ngài Chí Đức để Ngài giảng dạy ngày hôm nay. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Và hôm nay chúng ta thấy có một nickname mới, đó là đạo hữu Diệu Huệ hả? 46. Sàn tú, đạo tràng luôn luôn có một cái bàn tay rộng mở đến quý vị. Và rất là hoan hỷ khi mình đạo hữu đến với đạo tràng. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 8 hả? Đúng rồi, câu Phật ngôn số 8. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hichetthako Lokasasattha Janadhammakko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, kỹ năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bá đi bồ vi a ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh tha sa vi na ca rô cô sắp bà nhu bú thấp bá thi phù thi sành nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần, pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai xoay sáng, vạt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian, cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá sa quá cô sách thà chú cà mô quá rá thầm mát sách khá cô niền đà bá sân ra đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần, Tăng Bảo tin ba Phật là tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất thành ác tây gia tề chê nó sẽ khám mê tu quá thác năng ta xà bí à nú phà quê nó xa hát xà dê nó sẽ chật tốt. Cầu xin Tâm Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Giá,
phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 8. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Asufa nupasin viharantam. Asufa nupasin viharantam. Asufa nupasin viharantam. Câu số 2. In phi dê su su sang vũ tăng. In phi dê su su sang vũ tăng. In phi dê su su sang vũ tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Aspa nupasin viharantam. In phi dê su su sang vũ tăng. Asufa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Asufa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Câu số 2, câu số 3, câu số 4. Cô cha nằm hi cha mắt tành nhung. Cô cha cô cha nằm hi cha mắt tần nhung. Ô chất nằm hi chăm mắt tần nhung. Câu số 4. Sát thần a rát tha vi ri dần. Sát thần a rát tha vi ri dần. Sát thần a rát tha vi ri dần. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ô chất nằm hi chăm mắt tần nhung sát thần a rát tha vi ri dần. Ô chân nằm hi chăm mắt tần nhung sát thần a rát tha vi ri dần. Ô chân nằm hi chăm mắt tần nhung sát thần a rát tha vi ri dần. Bây giờ câu 5, câu 6. Tần về nắp pa sa ha ti ma ro. Tần về nắp pasahati maro. Tăng quê nắp pasahati maro. Và cuối cùng. Và tô xê lăng quá bắp bá tăng. Và tô xê lăng quá bắp bá tăng. Và tô xê lăng quá bắp bá tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 5, câu 6. Tăng quê nắp bá sa ha ti ma rô wa tô xê lăng quá bắp bá tăng. Tăng quê bá sa ha ti ma rô wa tô xê lăng quá bắp bá tăng. Tăng quê nắp bá sa ha ti ma rô wa tô xê lăng quá bắp bá tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại theo giọng kinh ha. Từ trên xuống dưới. Đây là một câu hơi dài ha. Asufa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Pho cha nam hi cha mat tan nhung sat thang a rat tha vi ri yan tang. Ve nap pa sa ha ti ma ro wa to se lang wa bap ba tang. Asupa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Pho cha nam hi cha mat tan nhung sat thang a rat tha vi ri yan tang. Ve nap pa sa ha ti ma ro wa to se lang wa bap ba tang. Chúng ta có thể đọc một cách dễ hơn. Một lần đọc hai câu ha. Asufa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Pho cha nam hi cha mat tan nhung sat thang a rat tha vi ri yan. Tăng quê nắp pa sa ha ti ma ro wa to se lang wa bap ba tang. Đọc lại lần nữa theo cách đọc một hai câu ha. Asufa nupasin viharantam. In ri ye su su sang vu tang. Pho cha nam hi cha mat tan nhung sat thang a rat tha vi ri yan. Tăng quê nắp
pasahati maro vato se lăng quá bắp ba tăng. Như vậy thì trong cái cách đọc, một lần đọc hai câu thì chúng ta thấy nó dễ hơn ha. Quý vị cố gắng đọc hai câu. Còn nếu mà đọc một lần sáu câu như thế này, coi chừng đứt hơi ha. Có gì mất công cầu siêu nữa, khổ lắm. Rồi, như vậy là qua giọng kinh xong ha. Bây giờ giọng kệ thì chúng ta cũng phải đọc lần hai câu. Hai câu để nương nhau à, với cái âm điệu nó lên nó xuống ha. Asupanupasin viharantam inriyesu sutam bhutam Vocanam hi cha matanyun santang arat thawi riyam Tăng quê nắp ba sa ha ti ma ru hùng hoa tổ xê lăng hoa băm ba tăng Asupanupasin viharantam inriyesu susam bhutam Bố cha nam hi cha matan yung san thang arat thawi viyam Tăng quê nắp ba sa ha ti ma ru hùng hoa tổ xê lăng hoa băm ba tăng Ai sống quán bất định, khéo hộ trì, các căn ăn uống, có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Rồi, sa thủ, siết mê ta, siết kim nhung, xin mời ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép trả bài câu pháp cú số 8 ạ. Asufa nu bát sinh quý ha rành tăng hình ri về su su sang u tăng Phụ cha nằm hi cha mắt tình nhung sắc thằng a rách Tháo quý ri dằn tăng quê nắp ba sa ha ti ma rô Qua tô xê lăng quá bắt bát tăng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á xú hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, bát trường âm nhấn, sinh trường âm. Đoạn âm dê trường âm thông thường, xú xú hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asufa nu bát sinh quý ha ran tăng, in ri dê su su xăng ú tăng. Con phân tích câu 3 và câu 4. Phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năm trường âm nhấn, hí đoạn âm, chá đoạn âm, mát tân hai trường âm nhấn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hi cha mát tần nhung sát thằng Arathawiriyan. Và con phân tích câu 3 ở câu 5 và câu 6. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, bá, xá, há, tí là 4 đoạn âm, ma, rô, 2 trường âm thông thường, qua, tô, 2 trường âm thông thường, xê,
trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê nắp ba sa ha ti ma ro. Su su sang vũ tăng phụ cha nằm hi cha mắt tần nhung sát thằng a rát ta quy ri dằng tăng quê nắp ba sa ha ti ma ro qua tô xê lăng qua bắp ba tăng a su phà nu bát sinh quy ha ran tăng in ri dê su su sang vũ tăng Phụ cha nằm hi cha mắt tành nhung sát thằng a rát tha quy ri dằng tăng quê nắp ba sa ha ti ma ro qua tô xê lăng qua bắp ba tăng ai sống mình chào a su pha nu bát sinh quỷ ha ran tăng in ri ye su su sang vô tăng phô cha nam hi cha mát tăng nhung sa thăng a rát tha quy ri dằng thăng quê nắp ba sa ha ti ma rô qua tô sữa. Dạ con nhường mic cho cô Kim ạ. Con xin kính chào sư trí đức các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay đường truyền của cô Metta dỗm quá, cứ bị nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui hoài. Có khi cô đọc 3-4 tiếng tôi nghe được 20 tiếng rồi phân nữa à. Nhưng mà có nghe được còn đỡ hơn không có nghe. Phải không quý vị? Ok, khi nào đường truyền của tôi cũng bị cắt quãng gì? Quý vị cho tôi biết nha, để tôi chỉnh lại cái quay, cái mô đùm của tôi á, cái cục đó có thể nó bị gì rút ra rồi để vô lại. Có thể cô Mita đó, cô rút ra cái wifi của tôi, cái hộp bóc wifi của cô rút ra đi. Rồi cô gắn trở lại thì có lẽ nó tốt hơn á. Ok, ủa sao có một người nghe được kìa trời? Có mình cô Mita nghe được hả? Mấy người kia không nghe được gì trơn hả trời? Có hai người, có một người nữa, hai người nữa, có hai người thôi, cô Mít Cà, Thiện Vũ ha. Nhắc được, nghe rõ hết phải không? Ok, vậy 3-4 người được rồi, vậy được rồi, thôi giờ đọc đi, trả bài cho rồi đi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú, câu số 8. A su pha nu phát sinh quý hạ tăng, in vi về su su sang quý tăng, bồ cha nam hi chăm mắt, tành nhung sắc thần à rắc tha quý vị dặn tằng quê nắp pa sa ha ti ma ro wa to se lăng qua pa pa tằng a su pa nu pa sin quý ha rành tằng in lý về su su sằng vũ tằng bồ cha nằm hi chấp mắt tằng nhung sắc thần à rắc tha quý vị dặn tằng quê nắp pa sa ha ti ma ro wa to se lăng qua pa pa tằng. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Con trai hiền nữa sư, không 6 câu con trai hiền làm 2 nó dễ sư. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Á sú hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, nú đoạn âm, pass trường âm nhắn, sin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, run trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
in trường âm ngắn, ri đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú xú hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hồ trường âm thông thường, chá đoạn âm, năm trường âm ngắn, hí chá hai đoạn âm, mắt tranh hai trường âm ngắn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích trường âm và đoạn âm của câu 4, câu 5, câu 6. Asupa nupasin quý há ranh tăng in về xú xú sang quú tăng bồ chá nam hí chá mắt tành nhùm sắc thần à rắc tha quy lý dặn tăng quê náp pa sa ha tí ma đồ hòa tô xê lăng quá pháp tá tăng. Sắc trường âm ngắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, rắc trường âm ngắn, thá quý rí ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, nắp trường âm ngắn, bá xá há tí bốn đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi, qua tô xê ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, tấp trường âm ngắn, đá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Sắc thần a rắc tha quý lý văn tăng quê nắp pa sa ha tí ma rô qua tô xê lăng quá pháp ba tăng. Asupa nupasin quý há ranh tăng in ri về su su sang vũ tăng bồ cha nam hi cha mắt tành nhung sắc thần a rắc tha quy lý dần tăng quê nắp pa sa ha tí ma rô qua tô xê lăng quá ba tăng. Asupa nupasin quý há ranh tăng in ri về su su sang vũ tăng bồ nam hi cha mắt tành nhung sắc thần a rắc tha quy đi dần dần quê nắp pa sa ha ti ma ro qua tô xê lần quá pháp pa tăng. A su pa nu pa sinh quy ha ran tăng in đi giê su su sang tăng bồ cha nam hi cha mắt tăng nhung sắc thần a rắc tha quy đi dần dần quê nắp pa sa ha ti ma ro qua tô xê lăng qua pháp ba tăng. A su pa núp pa xin quỳ ha ran tăng in đi giê su su sang bút tăng bồ cha nam hi cha mắt tăng nhôm sắc thăng a rắc tha quy rí dăng tăng quê nắp pa sa ha ti ma rô qua tô xê lăng qua pháp ba tăng. Ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, tiếp coi ông ơi. Trời ơi, sống thấy ổng, ổng có cái bản gì bữa nay sư khỏe mà, đâu có đụng cái quán dụ sư đâu. Trời ơi, đó, có Hồng Thiện Dung Dung vỗ tay vỗ chân quá trời luôn, thấy chưa? Còn Giang Dịch Hạ cười miếng chi beo nữa. Trời ơi. Rồi cảm ơn. Bữa nay sư không có khỏe hành sao hả? Bắt công chuyện gì ổng không cho bông hoa gì ai hết trơn. Đọc đọc khô của họng luôn, không cho cái bông cái hoa nè. Cũng không biết cái đúng hay sai không. Sư còn có sai sư sửa giùm nha sư. Đậu chàng thấy cái đứa sai không sửa nha. Vỗ tay vỗ chân cười nữa. Có hai người cho bông hoa nữa thôi. Bữa nay đi ngủ hết trơn rồi. Rồi mời quý vị cái kế tiếp nha. Hồng Thị Kim Nhung phải không? Rồi không bị góp ý là tốt chị ơi. Là cái gì? Yeah. Ok mời Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha. Bye. Alo, alo ạ. Dạ, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. A
Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususang Vutang Pho Chanam Hichama Tang Nhung Sát Thang Arat Thang Viri Yang Tang Quê Nap Basahati Maro Hòa Tổ Sê Lăng Hoa Pháp Ba Tăng. Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususang Vutang Phổ cha nam hi cha ma tành nhung sắc thằng à rát tha quy ri dằng tằng quề nắp ba sa ha ti ma rồ hòa tổ xề lằng qua ba ba tằng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Á số là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, sú sú là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususang Vutang. Pho là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nam là trường âm nhấn, hí, chá là hai đoạn âm, mát, tanh là hai trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, A là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thá, quý, rí là ba đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phí chát tành nhùng sát thằng à rát tha quý rí dằng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, náp là trường âm nhấn, bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm, ma, rô là hai trường âm thông thường. Qua tô C là ba trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tằng quề nát ba sa hát ti mà rồ quà tổ xề lằng quá ba ba tằng. Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususan Vutang Pho Chanam Hichama Tang Nhung Sat Thang Arat Thakwiri Yang Tang Kwe Nap Pasati Maro Hwa Tổ Se Lang Hwa Pap Pat Tang. Con xin kể ạ. Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususan Vutang Phổ cha nam hi cha mát tanh nhung sát thăng a rát tha quý ri dăng đằng quê nạp ba sa ha ti ma rô qua tô xê lăng qua bạp ba tăng. A su pha nu pa sinh quy ha ran tăng in ri ye su su sang vũ tăng. Phổ cha nam hi cha ma tanh nhung sát thăng a rát tha quý ri dân tăng quê nạp pa sa ha ti ma rô qua tô xê lăng qua bạp ba tăng. Ai sống quán bất tịch, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa và đạo tràng góp ý ạ. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ cảm ơn đạo tràng. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cú pháp cú số 8. Asufa Nupasin Viharan Tang In Riye Sususang Vutang Pho Cha Nam Hi Cha Mat Tang Nhung Sat Thang A Rathawi Riyang Tang We Nap
Pasahati maro wato se lang wabap bát tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á, sú, hai đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Nú, đoạn âm. Pas, trường âm nhấn. Sinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, há, hai đoạn âm. Ranh, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. In, trường âm nhấn. Rí, đoạn âm. Dê, trường âm thông thường. Sú, sú, hai đoạn âm. Sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asufa nu phát sinh quý hát ranh tăng in ri dê su su sang u tăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phô, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Năm, trường âm nhấn. Hí, chá, hai đoạn âm. Mát, tanh, hai trường âm nhấn. Nhung, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát, trường âm nhấn. Thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A, trường âm thông thường. Rát, trường âm nhấn. Thá, quý, rí, ba đoạn âm. Giang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô cha nằm hi cha mát tanh nhung sát thăng a rát tha quy ri chăng. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê, trường âm thông thường. Náp, trường âm nhấn. Bá, xá, há, tí, bốn đoạn âm. Ma, rô, hai trường âm thông thường. Qua, tô, xê, ba thông thường. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, đoạn âm. Páp, trường âm nhấn. Bá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê nát ba sa ha ti ma ro wa to se lăng qua báp ba tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 8. Asufa nu phát sinh quy ha ranh tăng in ri dê su su sang u tăng. Phô cha nằm hi cha mát tanh nhung sát thăng a rát tha quy ri dăng. Tăng quê nắp ba sa ha ti ma ro wa tu se lăng qua bát ba tăng. A su pha nu phát sinh quy ha ranh tăng in ri dê su su sang phu tăng. Phố cha nam hi cha ma tanh nhung sát thăng a rát tha quy ri dăng. Tăng quê nắp pa sa ha ti ma ro wa tu se lăng wa bap ba tăng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con nghe lời cô Kim. Con cũng chỉnh lại cái mô đầm rồi, nhưng mà không biết âm thanh có được tốt hay không. Dạ, xin phép cho con thử. Dạ, để con đọc lại. Asufa nubat sinh quý ha rành tăng in ri dê su su sang u tăng. Phô cha nằm hi cha mát tành nhung sát thăng a rát tha quý ri dăng. Tăng quê nắp ba sa cài dựt nữa. Dạ, xin quý vị cho biết coi. Trời ơi, lại không nghe nữa. Dạ, có mình cô Hồng Mai nghe.
Dạ. Dạ, đức chến rồi nữa. Dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của Metta trở lại không? Dạ, nghe được nè. Dạ, vậy thôi cho Metta đọc lại một lần nữa. Coi quý vị nghe có bị cài giật không nha quý vị. Dạ, để con kéo xuống con đọc lại lần nữa. Asufa nubat sinh quý há ran tăng in đi về su su sang vũ tăng phù cha nằm hi cha mắt tật có được có tốt hay không quý vị? Lại không nghe nữa. Dạ thôi, để con trả mic lại cho đạo tràng đi. Để con chỉnh sửa nữa. Cũng mất thì giờ của quý vị. Dạ, con xin trả máy. Hello, hello. Cô Metta, cô rút nguyên cái dây điện, cô rút hết nguyên cái chỗ đó, rút rồi. Tức là cô cắt đứt nó luôn, cô rút nó luôn. Cô để khoảng 5-10 phút vậy đó. Để rồi xong rồi cô mới cắm lại, cô hiểu không? Cô rút ra nguyên cái mô đùm, rút ra hết luôn, rút ra điện cái gốc của nó luôn. Rồi cô để chừng 5-10 phút đó, rồi cô gắn trở lại. Nếu mà cô gắn trở lại nó vẫn còn bị đứt giống vậy, tức là nếu mà cô ở trong apartment đó, mà có nhiều người quá đó, thì nhiều người trong giờ này họ dùng nhiều quá, họ chia ra đó thì nó hay bị giống vậy đó. À, cô làm thử đi, cô rút ra hết chừng 5-10 phút đó, thì cô mới gắn vô lại thì có thể nó tốt hơn. Chứ cô vừa mới làm cô rút lên để vô thì nó cũng không có tốt nữa. Cô làm thử giống như vậy đi. Nếu mà không á, thì cô phải order cái loại mà wifi á, nó mạnh hơn á. Nó mạnh hơn cho riêng một mình cô thôi, chẳng hạn như vậy. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi thôi cảm ơn quý vị nha. Dạ bye. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ cô tu nữ tại viên, con kính chào cả nhà. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 8. Asupanupassin viharan tang indriye susang utang bojanang hi chamattan nung satthang arat tha viri yang tăng quê nắp phá xá hát tí mà rô hoa tu xe lăng hoa quá bát bát tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và 2. Á su phát nú phát xin quý hát ràn tăng in tri dê su sang quốc tăng. Dạ, á đoạn âm su đoạn âm pha trường âm thông thường nướng đoạn âm pass trường âm nhấn xin trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm há rá há đoạn âm ran trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm in trường âm nhấn trí trường đoạn âm dê trường âm thông thường xuống xuống hai đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm quốc đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và 4 âm po po cha năng hi cha mắt tăng nung sát thăng arat tha vi ri yang po trường âm thông thường chá ná hai đoạn chá đoạn âm năng trường âm nhấn hí đoạn âm chá đoạn âm mát trường âm nhấn tanh trường âm nhấn nung trường âm đọc nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn thâm trường âm nhấn a trường âm thông thường rát trường âm nhấn thá đoạn âm quý lý hai đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 5 và câu 6. Tăng quê nắp phát xá hát tiết ma rô hòa tô xê lăng quá bắp bá tăng. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê trường âm thông thường. Nắp trường âm nhấn.
phát xá há tiết bốn đoạn âm ma rô hai trường âm thông thường qua trường âm tô hai trường âm thông thường c trường âm thông thường lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm bắp trường âm nhấn bá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Asupa nupasim viharan tang indriye su su sang vittang bồ chát năng hí chát mắt tăng nùng sát thăng arat tha vi ri yang tăng về napa sa ha ti ma ro wa tu se lang wa pap pa tăng ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tin tinh cần mà không ma không uy hiếp được như núi đá trước gió của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asumpanupasin viharantang indriye su su sanguntang bhojanam hi chamantanum santhang arantha viriyam tăng về nam pa sa ti ma ru wa tu se lang wa pam pa tăng nhà con kính tri ân sư và con kính tri ân quý sư và đạo tràng con có đọc sai xin quý sư và đạo tràng sửa giùm cho con nhà con kính mời vị kế tiếp Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Từ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sister Man, cảm ơn Sư Kim Nhung đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích cả bài câu Pháp Cú hôm nay là câu số 8 ạ. Asupa nupassin viharantang indriye susang vuttang pho chanan hichamattan yung satthang arattariviyang tăng về nắp ba sa ti ma ro wa tu se lang wa pa pa tăng asupa nupassin viharantang indriye susu sang vuttang pho chanan hi chamattan yung satthang arattariviyang tăng về nắp ba sa ti ma ro wa tu se lang wa pa pa tăng và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Asupa nupassin viharantang indriye susu sang vuttang. Và câu số 1. Á là đoạn âm. Su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pas là trường âm nhớ, sin là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, int là trường âm nhấn, trí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Xú xú là hai đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Phô cha nành hi cha mắt tần nhung sắc thằng a sắc a rắc tha vi ri dần. Và câu số 3, phô là trường âm thông thường, chá là trường là đoạn âm, nành là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm, mắt tần là hai trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thá, quý, rí là ba đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con phân tích câu số 5 và câu số 6. Tăng quê nắp pa sa ha ti ma
ro wa do se lang wa pa pa tang. Câu số 5 tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn, bá xá há tí là ba đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường. Và câu số 6, wa tô là hai trường âm thông thường, c là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại 6 câu ạ. Asuva nupassin viharan tang in triye susu sang utang pho chanan hi chamat tan yung sat thang aratha viriyang tan we napasahati maro vato se lang vapapatang. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 8. Asuvanu pasin vaharan tang indriye su su sang vu tang po chanan hi cha mat tan nhung sak thang arat tha vi ri yang tang we nap ba sa ha ti ma ro wa to si lang wa pa ba tang a su ba nu ba sin vi ha ran tang in chi ye su su sang vi tang phụ cha nan thi cha mắt tân nhung sắt thăng a rắn tha vi ri yam tăng vệ nắp ba sa ha ti ma ro wa tu se lăng wa bập ba tăng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hồ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tin cần, ma không nguy hiếp được, như núi đá trước gió. Đó là bạn dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong, con có sai. Ông Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Nam mô Bích Thà giá. Mình kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn các bạn đã cho biết âm thanh nhỏ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 8. Asuva rupat sin viharam tang indriye su su sang vu tang pho cha nam hi cha mat tang nhâm sát tang a rat tha vi ri yang tang we nap pa sa ti ma ro wa to se lang va tat pa tang. Dạ con Asuva rupat sin viharam tang indriye su su sang vu tang pho cha nam hi cha mat tang nhâm sát tang a rat tha vi ri yang tăng về nắp ba sa ti ma ro wa to se lang wa pa pa tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Asuva nu pa sing mi ha dam tăng in tru ye su su sang vu tăng. Á su hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, pas trường âm nhấn, sing trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mi ha hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, trí đoạn âm, dê trường âm thông thường, xuống xuống hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asuva nupassin viharam tăng in trí dê su su sang vú tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phô cha nam hi cha mắt tành nhìn sắc thằng á rát tha viết đi dần. Phô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, nam trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm,
mát tân hai trường âm nhấn, nhâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, thá lý rí ba đoạn âm, nhân dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô cha nam hi cha mắt tình nhìn sắc thằng a rát tha quý ri dần. Xin phân tích câu 5 và câu 6. Tăng quê nắp vát sa hát tí mà rô hoa tô xê lăng vát vát bát tăng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, bá xá há tí bốn đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, qua tô xê ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, pát trường âm nhấn, bá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê nắp vát xá tí ma rô qua tô xê lăng quá pát bá tăng. Dạ, con xin đọc lại câu số 8. Asufa nupasin viharam tang in tru ye su su sang vu tang pho cha nam hi cha mat tang nhum sat thang a rat tha vi ri yang tang we nap ta sa ha ti ma ro wa to se lang wa pa pa tang. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Asufa nupa viharam tang indri yesu su sang vu tang vô cha nam hi cha mat tang nhung sat thang alan tha vi ri yang tang we napa sahati maro watu selang ma pam va tang Asupanu pasing viharantang Indri Yesu susang hutang Pucanam hija mantang nyum Satang alam tawiriyang Tangwe napa sahati maro Watu selang wapam batang. Ya, con đã phân tích, đã đọc và đọc kệ xong ạ. Có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn tâm thành đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư, con kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin được đọc câu kinh Pháp Cú số 8. Xin nhìn từ chờ chút nha. Asufa nubatin viharam tang indriye su su sang vu tang phu cha nam hi cha mat tam nhung sat thang arata vi ri tha quy tăng tăng về nắp ba sa ti ma rô và tô xê lăng và bắp ba tăng. Câu 1 và câu 2. Asufa nu ba sinh vi ha ram tăng in ri dê su su sang vu tăng. Cái con kéo cái bài lên. Dạ. Á su là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú
là đoạn âm, bát là trường âm ngắn, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý ha là hai đoạn âm, ram là trường âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú xú hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Phô chá năm hí chá mắt tanh nhung sát thăng a rát tha quy ri dăng. Phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năm là trường âm đọc theo giọng trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tâm là trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thăng đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, thá quý rí là ba đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 5 và câu 6. Tăng về nắp bát sa ti ma rô và tô xê lăng vá bát bát tăng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. V là trường âm thông thường. Nắp là trường âm nhấn. Bá xá há tí là bốn đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Rô trường âm thông thường. Va trường âm thông thường. Tô trường âm thông thường. Xê trường âm thông thường. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá đoạn âm. Bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Asupa nupat sinh vi ha ram tăng in ri ye su su sang vu tăng. Phô cha nam hi cha mắt tăng nhung sát thăng a rát tha vi ri yang. Tăng về nắp bá sa ti ma rô va tô xê lăng vá bắp bá tăng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Cái bài này khó quá, để con cậy thử, con xin phép được cậy thử. A su pha nu ba sin vi ha ran tang in ri ye su su sang vu tang. Cha nam hi cha mắt tân nhung san thăng a rát tha quy ri dân tăng về năm ba sa ha ti ma ru và tô xê lăng và bập ba tăng. Dạ con xin xuống mít, con có sai chỗ nào xin quý vị trong lớp chỉ bảo cho con, và xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 8 ngày hôm nay ạ. Asupa Nupatsin Viharan Tăng In Riye Susang Vu Tăng Phổ Chánh Nam Hi Chá Mát Tăng Nhung Sát Thăng A Rát Tha Vi Ri Dăng Tăng Quê Na Pa Sá Hi I ma ro wa to se lang wa pap bat tang. Asupa nu bat sin vi ha ran tang in ri ye su su sang wu tang po cha nam hi cha mat tan nhung sat thang a rat tha vi ri yang tang we na pa sa ha ti ma ro wa to se lang wa pap bat tang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Á, sú là hai đoạn âm. Ha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in là trường âm nhấn, rí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú sú là hai đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, tăng
là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Asufa nupasin viharan tang in riye susang gutang. Và câu số 3 và câu số 4. Po là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Năm là trường âm nhấn. Hí, chá là hai đoạn âm. Mát, tan là hai trường âm nhấn. Nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A là trường âm thông thường. Rát là trường âm nhấn. Thá, quý, rí là ba đoạn âm. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô chê nằm hí chá mát tành nhung sách thăng a rát thá quý rí dăng. Và câu số 5 và câu số 6. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê là trường âm thông thường. Náp là trường âm nhấn. Bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm. Ma, rô là hai trường âm thông thường. Qua, tô là hai trường âm thông thường. Xê là trường âm thông thường. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Bắp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê nắp bát sa hát tí mà rô hoa tô xê lăng quá bắp bát tăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Asupa nupat sin viharan tăng in ye su su sang vu tăng po cha nam cha mát tăng nhung sát thằng a rát tha quý hi dăng. Tăng quê nắp bát sa hát tí mà rô hoa tô xê lăng quá bắp bát tăng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Asupanupasin viharantang, indriyesu susangutang, putachamhi chamantanyung, sát thăng arat tha vi ri yang tang we na pa sa ha ti ma ro wa to se lang wa bam ba tang. Dạ con đã đọc xong. Dạ có sai con xin nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã boss bài. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, đặc trang có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? À, dạ, cảm ơn Như Quỳnh. Ngày hôm qua nay nó bị cái gì, hôm qua không nghe được luôn. Dạ, cảm ơn đặc trang đã chưa biết nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Và tự nhiên xin đọc và phân tích câu Pháp Cú Kinh số 8. Asupa nupat sin viharan tang in riye su su sang vu tang. Asu hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, bát nhân sinh trường âm giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, gian trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, in trường âm thông thường, dí đoạn âm, dịch trường âm thông thường, xú xú hai đoạn âm, sang trường âm giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 3 và 4. Phu hà mát tinh nung
sát sát tham arata vijayan phu trường âm thông thường chá đoạn âm nam trường âm nhấn hí chá hai đoạn âm mát tình nhung ba trường âm nhấn sát trường âm nhấn thăm trường giọng âm a trường âm thông thường chát trường âm nhấn thá quý dí ba đoạn âm văn trường âm giọng nguyên âm đoạn năm và sáu tăng quê náp bá sa hát tí ma rô qua tô xê lăng quốc bắc bắc tăng tăng trường âm giọng nguyên âm quê trường âm thông thường náp trường nhấn xá bá sa hát tí bốn đoạn âm ma rô hai trường âm thông thường qua tô xê ba trường âm thông thường lăng trường âm giọng nguyên âm quá đoạn âm bắp trường âm nhấn bá đoạn âm tăng nguyên Asufa nupasin vihakan tang in vijye su su sang bu tang Phô chan nam hi chát tành chăm mát tành nhung Sát tham a rát tha vi di yang tăng quê náp bá sa hát ti ma rô Qua tô xê lăng qua bắc bát tăng Bây giờ thì em xin kể Asufanu vasin vi tăng in vi yesu su san bu tăng po cha nam hi cha mat tăng nhung san tham a rak ta vi di yang tăng quê nắp ba sa ti ma rô qua tô xê lăng qua bát ba tăng tu anu ba sinh vi a gan tăng in di giê su su sang phu tăng Phụ cha nam hi cha mắt thanh nhung Sát tham a rác đà huy yăng Tăng quê nắp ba sa ti ma rô Qua tô xê lăng qua bạp ma tăng Ai quán khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tin tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu nhà tự nhiên đã phân tích và kể là nếu có sai xin ngài và đọc tràng ngài chỉnh sửa bây giờ đã thấy tín hiệu của Trần Phụng mời từ Trần Phụng dạ con cảm ơn cô con nam mô bổn tha giá nam mô tham mà giá nam mô sanh kha giá dạ con kính đảnh lễ chư tông đức tăng dạ con kính đảnh lễ ngài tri đức con kính lễ cô tu nữ tệ duyên con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh con kính chào đạo tràng dạ con xin được cao pháp cứu số 8 dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh
Asofa, con xin lỗi. Asofa nu bát xin vi ha ram tăng in ri ye số số sàng vô tăng kho chá năng hi chá mát tan nhung sát thành a rát tha vi ri yang tăng về nắp ba sa ha tí ma ro và tô xe lăng và bá tăng Asufa nu bát xin vi há ràm tăng in ri ye số số sân vô tăng phô chá năng hi chá mắt tâm nhung sát thành a rác thá vi ri dân tăng về bát bá nắp bát sa há tí ma rô và tô xe lăng bá bát ba lần ba tăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á số là hai đoạn âm pha trường âm thông thường nú đoạn âm bát là trường âm ngắn xin là trường âm đặt theo dòng nhân âm tí há hai đoạn âm ranh là trường âm ngắn. Tăng là trường âm đặt theo dòng ngọn âm in in trường âm ngắn rí đoạn âm dê trường âm thông thường số số hai đoạn âm xăng trường âm đặt theo dòng ngọn âm vú đoạn âm tăng trường âm đặt theo dòng ngọn âm số pha nú bát xin bế há ram tăng in rí dê số số sang vú tăng. Dạ con tất câu ba câu bốn phô trường âm thông thường chá đoạn âm năng trường âm đặt theo dòng nhân âm hí chá hai đoạn âm mắt mắt tăng hai trường âm ngắn nhưng là trường âm đặt theo dòng nhân âm sát là trường âm ngắn thanh trường âm đặt theo dòng âm a trường âm thông thường rát là rát là trường âm ngắn thá bí rí ba đoạn âm dân trường âm đặt theo dòng nhân âm phô chá nặng hi chá mắt tâm nhân sắc thành á sát thá bí rí dân. Câu năm là câu sáu tăng là trường âm đặt theo dòng nhân âm v trường âm thông thường nát là trường âm nhá bá xá há tí bốn đoạn âm ma trường âm thông ma rô là hai trường âm thông thường va tô c ba trường âm thông thường lăng trường âm đặt theo dạng âm vá trường vá là đoạn âm bát là trường âm ngắn bá đoạn âm tăng trường âm đặt theo dòng nhân âm tăng ví nắp bá xá há tí ma rô và tô xê lăng vá bát bát tạc thanh. Dạ con đã xin đọc nghiêm bài Asrufa lô bát xin ví há ràm tăng in ví dê xú xú sang phú tăng phô chá năng hí chá mát tâm nhung sắc thanh Arab tha ý lý dân tăng vi nát bá xá hát tí ma rô và tô xe lăng vá pháp bá tăng. Ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tin tinh cần mang không uy hiếp được như núi đá trước gió. Và đây là bạn Thất Minh Châu. Con xin kể. Asufanu bahasin
viharantang indriyesu susangvutang pochanang hi chamatanyam satthang arathaviviyam tang vinabha sahati maro vatoselang vabhabhatang. Dạ, con đã đọc được kệ xong, con có sai xin ngài đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, con xin dâng nước trời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính ảnh lễ ngày trước, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, con xin trả bài. Asufa nu basin viharan tang iriye susan wutan pho chan nam hi cha mat tan nam sat tham a ratha viriyang tang pa sahati maru wa to se lang wat pa tat tang Asufa nupasin viharang tang iriye susu sang gutang pho cha nam hi cha mat tan nam sat tham ara thawirang tang we nappa sahati maro wa to si se lang wapat ba tầng á số hai đoạn âm pha trường âm thông đường nú đoạn âm bass trường âm nhấn sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý há hai đoạn âm răng trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm in trường âm nhấn rí đoạn âm dê trường âm thông thường xú 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 hai đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm quốc trường âm đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm asufa nuba sin viha rằng tăng in ri về xú xú sang quốc tăng pho trường âm thông thường chá đoạn âm năm trường âm nhấn hí đoạn âm chá đoạn âm mát trường âm nhấn tanh trường âm nhấn nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn thăm trường âm đọc theo giọng nguyên âm a trường âm thông thường gát trường âm nhấn thá đoạn âm thá quý bí ba đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc. Phô cha nằm hi cha mắt tần nùm sát thầm a rách tha quý ri dần. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường. Nát trường âm nhấn. Bá, xá, há, tí, ba đẳng âm. Dạ, bá, á, bá, bốn đẳng âm. Ma trường âm thông thường. Ma rô hai trường âm, ma rô hai trường âm thông thường, qua tô hai trường âm thông thường, qua tô xê ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm ba trường âm nhấn, bá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng tăng quê nát ta sa ha ti ma rô qua tô xê lăng quá ba tăng Asufa nupasin viharan tang in riye susu sang wutang pho cha nam hi cha mat tan num sat tham ara tha vi ri yang tang we nat ta sa ha ti ma ro wa to se lang wa pa pa tang ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các căn ăn uống có tiết độ có lòng tinh tinh cần mà không y hiếp được như núi đá trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Mang Châu. Con xin kệ.
Asufanu pasin viharang tang Enri yesu susang utang Focha namhi jaman jamatan Num sap tham aran thawi riyang Tang venapa sahati maro vato selang bapapa tang. Dạ con có sai trong nhà và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin chào mất bài. Dạ cô Diệu Diệu. Dạ con xin chào mấy cô Diệu Huệ. Cô muốn cầm mic á thì cô cho con tín hiệu rồi con chỉ cô ha. Dạ con xin chào mấy. Dạ con thỉnh ngài cầm mít mịt ngài. Alo 123 123, quý vị nghe rõ ha? Bài này hơi dài cho nên quý vị thông cảm. Chúng ta kết thúc phần sinh hoạt ở chỗ này ha. Thế rồi chúng ta đi vào trong từ vựng và duyên sự, mong quý vị thông cảm. Hôm nay vị nào cũng thể hiện rất là tốt ha. Giọng đọc rõ ràng, phân tích rất là chuẩn, rồi giọng kinh tiếng kệ nghe cũng rất là hay ha. Rồi Sheikh Metta còn trong room không? Còn nghe rõ không? Cái đường truyền của Sheikh Metta hơi bị đứt đoạn chút thôi, nhưng mà bà vẫn nghe được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn số 8 này. Chúng ta đọc giọng kinh xong, giọng kệ xong, nhưng mà bây giờ phải hiểu ý nghĩa của những cái từ này như thế nào. Asufa nupassin viha rantang. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Asufa nupassin là một, viha rantang là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ này. Asupa Nupassin do ba từ. Từ đầu tiên tức là phủ nhận chữ á, có nghĩa là không. Rồi Supa do cái từ Supa. Supa là một tịnh tướng, nó là tịnh từ, tức là cái tướng đó xấu hay đẹp, nhưng mà giữ nguyên cái trạng thái như vậy, cho nên gọi là tịnh tướng ha. Tịnh tướng tức là chúng ta nhìn một cái sắc tướng bên ngoài thì nó chỉ là sắc tướng, nhưng mà nó tốt hay là nó xấu, đó là điều quan trọng. Thì ở đây có chữ á, asupa là bất tịnh, asupa là không đẹp. Rồi nupassin do cái từ nupassi, anupassi. Anupassi có nghĩa là người suy tưởng, người nhìn ngắm. Người suy tưởng, người nhìn ngắm. Rồi Asupa Nupassin có nghĩa là người nhìn ngắm về bất tịnh, về cái đề mục, về cái màu sắc, về cái hình thể ở bên ngoài mà nó là xấu, gọi là bất tịnh. Asupa. Rồi cái từ thứ hai, viharantang. Viharantang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là không ra khỏi lìa. Rồi harantang do cái động từ harati, có nghĩa là sống, ở. Và ở đây viharantang nó được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia vị phát tiê câu quá trình á. Viharantang là việc sống, sự sống,
Vậy thì cái câu đầu tiên này, Asupa Nupassin Viharantang, trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh. Trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh. Rồi, câu số 2. In ri ye su su sang vũ tăng. In ri ye su su sang vũ tăng. Câu số 2 chúng ta thấy có 3 từ. In ri ye su là 1, su sang là 2, vũ tăng là 3. In ri ye su do từ in ri ya. Nhưng mà in ri ya được chia theo định sở các số nhiều, tức là sát tâm ý biểu phát tí bảo hữu quá trà ná. Cho nên Indriya biến thành Indriyesu. Indriyesu là trong các căn, trong các căn, hay là trên các căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, tức là trên các căn. Su sang vũ tăng, chữ su có nghĩa là khéo léo, khéo léo. Rồi chữ sang này nó cũng là một cái tiếp đầu ngữ, tiếp đầu ngữ có nghĩa là tự mình. Rồi chữ vũ tăng do căn ngữ quá có nghĩa là phòng hộ, chặn lại. Su sang vũ tăng nó đi chung với nhau, bổ sung ý nghĩa cho nhau. Cho nên có ý nghĩa rằng đã được khéo hộ trì, đã được khéo thu thúc, đã được khéo canh phòng. Vậy thì cái câu số 2 này, in ri ye su su sang vũ tăng là khéo hộ trì các căn, khéo hộ trì các căn. Rồi câu số 3. Câu số 3, phô chá nằm hít chá mắt tanh nhung. Phô chá nằm hít chá mắt tanh nhung. Phô chá nằm hí do cái từ phô chà ná. Phô chà ná nó là một danh từ trung tính. A kran tán na pum sắc ca linh ga. Và chữ phô chà ná này được chia theo định sở các số ít. Sa tầm mi vi phát tí e ca quá chà ná. Cho nên phô chà ná biến thành phô chá nằm hí. Phô chà nằm hí là trong bữa ăn, trong vật thực. Trong bữa ăn, trong vật thực. Chị chá là và mắt tanh nhung do chữ mắt tanh nhu. Mắt tanh nhu là một danh từ nam tính, u karan tap phung linh ga. Và mắt tanh nhu này được chia theo đối các số ít, đối kỳ giao vì phát tiê cao quá chẳng á. Cho nên mắt tanh nhu biến thành mắt tanh nhung, có nghĩa là người biết độ lượng, người biết độ lượng. Vậy thì độ lượng ở đây tức là tiết độ. Phô chá nằm hí chá mắt tanh nhung, biết tiết độ trong vật thực, hay là biết độ lượng về vật thực. Rồi, câu tiếp. Sát thân arat thawiri yang. Sát thân arat thawiri yang. Câu này có hai từ. Sát thân là một, arat thawiri yang là hai. Chữ sát thân, sát thân do cái chữ sát tha. Sát tha, đây là một tính từ nam tính ha. Và chữ sát tha này được chia theo đối các số ít, đối kỳ giao vì phát tí e cao quá trần á. Cho nên chữ sát tha biến thành sát thăng. Sát thăng là có niềm tin,
có lòng tin. Sát tha, sát thân có nghĩa là có niềm tin, có lòng tin. Rồi Arattha Viriyang, Arattha Viriyang cho hai từ Arattha và Viriyang. Arattha đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được vững chắc. Arattha đã được vững chắc. Rồi Viriyang do cái từ Viriya, nó là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga, Viriya có nghĩa là tinh tấn. Nhưng mà Viriya được chia theo đối các số ít Dutiya, Vipatti, Ekavachana, cho nên Viriya biến thành Viriyang. Arattha Viriyang có sự nỗ lực tinh tấn, có sự nỗ lực tinh tấn. Và câu này sát thân rất thâu địa dân, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn. Rồi câu 5, câu 6. Tăng quê nắp Pasahati tí ma rô, tăng quê nắp Pasahati ma rô. Câu số 5 này có tất cả là 4 từ. Tăng là 1, quê là 2, nắp Pasahati là 3, ma rô là 4. Chữ tăng chúng ta đã học rồi, tức là người ấy. Chữ quê là thật vậy hay là quả nhiên. Rồi nắp Pasahati, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ná ở phía trước, có nghĩa là không ha. À không. Rồi tiếp đầu ngữ pa chỉ cho cái sự nhấn mạnh của cái từ sa hà tí. Pa sa hà tí. Nó có ý nghĩa là ngữ trị uy hiếp. Ngữ trị uy hiếp. Cái động từ Pasahati, ngữ trị uy hiếp, đây là động từ mà có chữ nắp ở phía trước, có nghĩa là không ngữ trị, không uy hiếp, không chế ngữ. Rồi chữ Maro do cái từ Mara. Mara là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga, và Mara được đứng làm chủ từ số ít Bathamang Ekavachana Vipatti, cho nên Mara biến thành Maro. Maro có nghĩa là ma vương. Ma vương. Vậy thì tăng quê nắp Pasahati Maro, ma vương thật vậy, không có uy hiếp người ấy. Ma vương, quả nhiên ma vương không uy hiếp người ấy. Và câu số 6. Câu số 6. Ô xê lăng quá bắp bà tăng, quá tô xê lăng quá bắp bà tăng. Có 4 từ. Quá tô do cái từ quá tá. Quá tá là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga, và quá tá được đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên qua tá biến thành qua tô. Qua tô là ngọn gió hay là cơn gió. Qua tô là ngọn gió hay là cơn gió. Từ thứ hai, xê lăng. Xê lăng do cái từ xê lá. Xê lá một, là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Xê lá được chia theo đối các số ít Dutiya, Vipatti, Ekavachana, cho nên xê lá biến thành xê lăng. Xê lăng là tảng đá. Xê lăng là tảng đá. Chữ quá. Quá là do cái từ ý quá nó biến thành. Ý quá có nghĩa là tự như, ví như. Chữ quá không phải là và ở đây là ý quá.
xê lăng quá. À, có thể viết dính liền với nhau là xê lâm quá. Ý quá là ví như, tự như. Rồi bắp bà tăng, bắp bà tăng do cái từ bắp bà ta. Bắp bà ta là một danh từ nam tính A-kran-ta-pum-linh-ga. À, bắp bà ta ở đây được chia theo đối các số ít đô tỷ giao quỷ phát tí ế câu quá trần á. Cho nên bắp bà ta biến thành bắp ba tăng. Bắp ba tăng là ngọn núi. Vậy thì câu cuối cùng này, qua tô xe lăng quá bắp bà tăng. À, ví như cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. Cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. Hoặc là như núi đá trước gió. Tức là không có làm cho cái tảng đá hoặc là cái núi đá đó bị tổn hại gì hết. Rồi câu Phật ngôn số 8 này cho chúng ta ý nghĩa. Trong khi sống có sự quan sát về bất tình tướng, khéo hộ trì các căn, biết độ lượng về vật thực, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn, ma vương quả nhiên không ngự trị người ấy. Ví như cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. Xin lặp lại ha. Trong khi sống có sự quan sát về bất tình tướng, khéo hộ trì các căn, biết độ lượng về vật thực, có niềm tin, có sự nỗ lực tinh tấn, ma vương quả nhiên không ngự trị người ấy. Ví như cơn gió không đè bẹp trước, không đè bẹp được ngọn núi đá. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này: người hằng quán niệm tự thân, uống ăn thiết độ, tinh cần sớm hôm, ma vương đâu dễ kinh lờn, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lai. Người hằng quán niệm tự thân, uống ăn thiết độ, tinh cần sớm hôm, ma vương đâu dễ kinh lờn, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lai. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Duyên sự câu Phật ngôn số 8 liên quan đến câu Phật ngôn số 7. Tại sao có hai câu Phật ngôn này cùng xuất hiện một lúc? Khi mà Đức Phật ở gần thành Xê Tắc Giá, tức là ở trong cái rừng Sim Sapa, thì Ngài đã đề cập đến hai anh em là Chu La Quốc A Ca La và Ma Ha Ca La. Chu La Ca La thì người ta dịch là Tiểu Hắc, Ma Ha Ca La là Đại Hắc. Chu La là nhỏ mà Ma Ha là lớn ha. Chữ Ca La ở đây có nghĩa là màu đen, cho nên gọi là Hắc. Chu La Ca La rồi Machima Ca La và Maha Ca La, tức là ba anh em Đại Hắc, Tiểu Hắc và Trung Hắc, là ba anh em trưởng giả ở trong thành Xê Tắp Giá. Tức là trong ba người này, người anh cả và người em út chuyên đi xứ này xứ nọ, chở hàng về bằng 500 cỗ xe bò. Rồi người ở giữa, tức là Machima Ca La Trung Hắc á, thì ở nhà lo buôn bán. Thì gì mới thở được.
À, bởi vì thời gian nó không có bao nhiêu cho nên cố gắng đi ha. Rồi quý vị thông cảm ha. Công việc hợp tác làm ăn ngày giữa ba anh em rất là trôi chảy. À, cho nên họ làm ăn buôn bán rất là suôn sẻ, hanh thông. À, rồi cho đến một lúc nọ, sau khi chất đủ hàng hóa lên 500 cỗ xe bò, hai vị thương nhân lên đường trở về thành Sawatthi. Hai vị thương nhân này tức là Đại Hắc và Tiểu Hắc, Mahakala và Chulakala. Khi đến giữa cái con đường của thành Sawatthi và cái chùa Kỳ Viên thì họ cho xe dừng lại, rồi mở thả bò ra nghỉ đêm ở đó. Sáng hôm sau thì trưởng giả Mahakala trông thấy các thánh sinh văn đệ tử ở trong thành Sawatthi tay cầm hương hoa lễ vật để đi nghe pháp. Thì trưởng giả Mahakala này mới hỏi: mấy người đi đâu vậy? Khi biết mục đích của cuộc hành hương thì trưởng giả Mahakala nghĩ thầm: ta cũng đi nữa. Rồi trưởng giả kêu người em út lại Chulakala và dặn: này em ở đây trông chừng đoàn xe để anh vào chùa nghe pháp. Rồi Mahakala ra đi. Đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi xuống nơi vòng ngoài của cử tọa. Ngày ấy tùy theo trình độ của Mahakala mà Đức Bổn Sư đã thuyết về tuần tự pháp. Ngài giảng về cái sự khổ của cái tâm thân ngũ uẩn này và chỉ rành cái sự tai hại, sự lầm lỗi, sự nhiễm ô của ngũ trần dục lạc. Mahakala nghe pháp xong mới suy nghĩ: trước sau gì con người cũng phải một lần ra đi, phải chết, phủi tay bỏ hết những cái vật hiện hữu, một mình lẻ loi đi sang cảnh giới khác. Của tiền thân quyến nào có ai đem theo được, vậy thì ta còn nấn ná ở nhà để mà làm gì, thôi đi xuất gia. Và chờ cho đại chúng trong hội trường đến lễ Đức Phật về hết, khi đó Mahakala đến đảnh lễ Đức Phật xin cho mình được xuất gia. Đức Phật mới hỏi: ông có ai phải cần tư giả hay không? Bạch ngài, con còn có đứa em trai út. Nếu vậy thì ông hãy về tư giả em trai út của ông đi, nhà xa tú bạch ngài. Đáp xong, Mahakala trở về chỗ đoàn xe, tìm gặp Chulakala và bảo rằng: này em hãy nhận làm chủ hết cả cái tài vật này đi. Ủa, còn anh thì sao? Thưa anh sẽ đi về đâu? Anh hả? Anh sẽ đến xuất gia với Đức Bổn Sư. Chulakala viện đủ lý lẽ để cho anh mình từ bỏ ý định đi xuất gia, nhưng mà không được. Rốt cuộc thì Chulakala mới bảo rằng: Sa thú lành thay, xin anh hãy làm theo ý định của mình đi. Mahakala đi đến xuất gia với Đức Bổn Sư. Và kế đó thì Chulakala cũng đi xuất gia nữa, nhưng mà ở trong tâm thì tính thầm rằng: thế khi nào mà ta lôi kéo anh ta trở về hoàng tục thì ta cũng sẽ hoàng tục luôn. Đi tu với mục đích là để bảo vệ và khích lệ cho anh mình coi như với cái đời sống tại gia, chứ không phải là đi tu với ý định thoát tục. Cho nên một thời gian sau thì ở đây Mahakala đã thọ cụ túc giới, tu liền bậc trên, rồi đến đảnh lễ Đức Phật hỏi về hai pháp trọng yếu trong Phật giáo. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về hai pháp đó thì khưu Mahakala bạch rằng: bạch ngài, con đã lớn tuổi rồi mới xuất gia, chắc không có cam nổi về pháp học, nhưng con có thể hy vọng thành tựu được cái pháp hành.
Và thế là Tỳ Khưu Mahakala lấy cái đề mục bất tịnh. Ở đây đề mục bất tịnh mà Tỳ Khưu Mahakala chọn đó là tử thi để niệm. Và họ tại vì cái pháp hành đầu đà ngự ở nơi cái mộ địa hoang vắng, vào cuối canh đầu khi mọi người đều an giấc thì trưởng lão Mahakala đi vào mộ địa để hành thiền. Và khi mà mặt trời gần sáng, trước khi thiên hạ thức dậy thì ngài trở về chùa. Hôm đó có một người giữ mộ địa là một người phụ nữ tên là Kali, có phần sự thiêu xác chết. Thấy bóng của trưởng lão Mahakala thấp thoáng giữa các khi đứng khi ngồi khi đi tới đi lui ở trong nghĩa địa, mới hỏi rằng ai mà vào ở trong này, ta phải rình coi cho biết nữa. Nhưng mà rình coi mãi cũng không thể đoán biết người đó là ai. Một hôm thì Kali mới thắp một cây đèn treo ở trong nhà thiêu sáng, rồi dẫn con trai con gái ra núp ở bên phía ngoài. Gần nửa đêm thì Kali trông thấy trưởng lão đến, cô ta mới ra đến lễ ngài Mahakala và hỏi: bạch ngài, một vị sư cao quý như ngài mà vào ngự ở chỗ này hay sao? Phải đó, cô tiến nữ. Bạch ngài, ngài cứ ngủ ở nơi mộ địa cần phải tuân theo một vài thủ tục. Thì ngài Mahakala không có nói gì. Cô tưởng rằng ta sẽ làm theo những quy tắc của cô hay sao? Nhưng mà ngài Mahakala mới hỏi: này cô tiến nữ, tôi phải tuân thủ theo những thủ tục như thế nào? Bạch ngài, người cư ngụ nơi mộ địa phải cho vị trụ trì chùa của mình rồi vị xã trưởng ở trong làng mình hay biết. Ồ, như vậy thì vì lý do gì? Dạ, bởi vì cái bọn ăn trộm á, sau khi lấy được đồ, sau khi bị chủ nhà rượt đuổi thì túng nước thường hay ném những cái tang vật vào trong mộ địa để thoát thân. Bởi thế người ta mới hăm dọa những người cư ngụ trong mộ địa. Nhưng mà nếu ngài đã có trình báo đàng hoàng với nhà chức trách thì khỏi lo phiền phức về sau, vì đã được những người có thẩm quyền chứng nhận rằng chúng tôi chứng nhận cho vị đại đức này có khai báo trong thời gian cư ngụ ở nơi đây, vị này không phải là kẻ trộm, thì do đó ngài cần phải trình báo với người hữu trách đúng theo thủ tục. Rồi ngài Mahakala là hỏi: ngoài ra thì còn phải làm những gì nữa không? Và ngài, trong thời gian mà cứ ngủ nơi mộ địa này, ngài phải kiêng cử cả thịt cá mè trứng đường mật bột vân vân. Ngài không được ngủ ban ngày, không nên lười biếng. Ngài phải luôn luôn tinh cần dũng mãnh, không do dự gian dối, phải có nhiều cái thiện chí. Buổi tối chờ khi mọi người ngủ hết rồi thì ngài mới nên từ chùa đến đây. Gần sáng thì mọi người chưa thức dậy, ngài nên trở về chùa. Bạch ngài, nếu như ngài cứ ngủ ở đây hành đi như thế thì sẽ đạt được mục đích tối cao của một cuộc đời tu sĩ. Thì hễ khi nào có tử thi mang đến vứt bỏ nơi đây, tôi sẽ đem cái xác ấy vô trong nhà thiêu, dùng hương hoa lễ vật cúng tế vong linh của người quá cố. Rồi nhược bằng ngài mà không thành tựu được theo cách đó thì tôi sẽ đặt tử thi lên giàn hỏa châm lửa, rồi lấy hai cây cọ nhồi đâm vào cho xì nước ra, rồi lôi ra ngoài dùng búa đẽo chặt cho đứt ra nhiều khúc, ném cho vào lửa để ngài chứng kiến, rồi đấy đó làm cái đề mục mà thăm thiền. Thì nghe xong ngài Mahakala mới đáp rằng: xa thủ lành thay. Vậy thì khi mà cô thấy có cái xác nào có thể làm đề mục để niệm về tử thi được á,
thì báo cho tôi được rõ. Sau đó trong khi chờ đợi thì Thiệu Mahakala vẫn nói theo cái hạnh nguyện sa môn pháp của mình là thọ đầu đà nơi mộ địa. Còn trưởng lão Chulakala cái tánh rất là hoạt bát, hiếu động, không thích ngồi yên, chỉ tưởng nghĩ đến gia đình, thương con nhớ vợ. Cho nên vị này cứ nghĩ rằng anh ta lựa chi con đường xuất gia khổ như thế này. Rồi khi đó có một thiếu phụ con của một nhà giàu sang vướng bệnh thình lình, sớm đau thì chiều chết, cho nên thi thể không có cái sút kém tồi tàn. Thì đầu hôm thân quyến bạn bè của cô ta đưa cái xác cô ta vào mộ địa với củi khô, dầu và các món vật dụng để thiêu xác, và bảo với người giữ mộ Kali hãy thiêu xác này đi. Rồi khi trả trước lệ phí, những người ấy giao xác cho cái người giữ mộ địa. Khi mà cô Kali giữ mộ địa này cởi hết y phục của thiếu phụ ra, thi thể vẫn lộ nguyên hình, tròn trịa xinh xắn, một màu vàng ánh. Thì cô ta nghĩ ngay, ồ, cái tử thi này là một đề mục thích ứng, vừa cho ta thỉnh cái vị trưởng lão tới để mà quán tưởng. Cô ta lập tức đi tìm Thì Khưu Mahakala. Đánh lễ xong và bạch rằng, tôi vừa mới được có một tử thi làm đề mục niệm bất tịnh rất tốt vô cùng, xin thỉnh ngài đến để mà quán tưởng. Ồ, xà thủ lành thay. Và trưởng lão Mahakala đến ngay, khiến mở cái lớp y phục che phủ trên tử thi và nhìn kỹ từ gốc chân lên ngọn tóc. Rồi trưởng lão mới bảo rằng, hãy ném cái xác thân đẹp đẽ vàng ánh này vào trong lửa, và khi nào mà lửa bắt đầu cháy xém cái xác thân thì quan hỷ báo cho ta được biết. Và khi dặn như vậy xong thì Thì Khưu Mahakala trở về cái chỗ cũ của mình và ngồi xuống. Cô giữ mộ địa Kali làm thời dặn rồi đến báo cho trưởng lão biết. Trưởng lão đến quán tưởng tử thi, khi lửa bén cháy tới thịt thì cái xác thân trở nên một cái màu giống như một con bọt cái. Rồi hai chân rớt ra đánh toàn ten, hai tay rút lại cong queo, cái chỗ trán không còn một chút da. Thì Khưu Mahakala nghĩ thầm, cái thi hài này khi nãy ai nhìn thấy cũng sanh lòng thương yêu lưu luyến, mà bây giờ tiêu hoại rã tan như thế này. Trở về chỗ cũ, Thì Khưu Mahakala ngồi xuống quán tưởng, thấy rõ sự hoại diệt, cảm kích, cho nên ngâm lên bài kệ vô thường: Anicca Vata Sankhara Upada Vaya Tham Mino Upacittoa Niruchan Tite Sangbu Vasamo Sukho. Hữu vi quả thật chẳng miên trường, sanh diệt xưa nay vẫn thường, các pháp tự sanh rồi tự diệt, diệt sanh tịch tịnh mới an khương. Khi mà dứt bài kệ thì ngài tăng tiến trên cái pháp thiền minh sát và chứng đắc được đạo quả a la hán cùng với tuệ phân tích. Khi mà trưởng lão Mahakala chứng đắc thánh quả a la hán thì chính lúc đó Đức Bổn Sư cùng với đại chúng Tỳ Khưu cất bước du hành đến thành Xê Tập Giá và cư ngụ ở trong cái rừng Sim Sập Bát. Mấy bà vợ của Chulakala khi mà nghe đồn rằng Đức Bổn Sư đã về gần tới đây mới bàn tính với nhau, chúng ta sẽ bắt chồng của ta trở lại mới được. Rồi họ cho người đi thỉnh Đức Bổn Sư.
Theo tông lệ của chư Phật, nhà nào muốn thỉnh Phật và chư Tăng thì phải sắp đặt chỗ ngồi cho có trật tự đúng pháp. Thường thì một vị sư được phải đến đó để chỉ cái cách thức phải làm như vậy ngay chính giữa là chỗ vinh dự để cho Đức Phật ngự một mình. Bên đây phải là chỗ Ngài Xá Lợi Phất, tay trái là Ngài Mục Kiền Liên, và từ đó sắp hai dãy ghế của chư Tăng theo hà lạc. Thì lúc đó Đại Đức Ngài Maha Kala đang đứng trong cái chỗ để y bát, mới bảo Chu La Kala, sư hãy về chỉ bảo cách sắp đặt chỗ ngồi cho nó có trật tự. Và từ khi mà người nhà trông thấy Chu La Kala thì họ đã bày ra những chuyện thứ theo, tức là đem cái ghế thấp sắp hàng đến cái chỗ cao, rồi những cái nơi mà các vị đại đức lại sắp cho những cái ghế cao vào những cái chỗ những cái người mới tu vân vân, lộn xộn. Thì thưa Chu La Kala nhắc đi nhắc lại, đừng làm vậy, đừng làm vậy, đừng sắp cái ghế thấp ở chỗ cao, đừng sắp cái ghế cao ở chỗ thấp. Nhưng mà nói đến bà vô lần, họ không thèm nghe mà còn hỏi lại, chứ còn ông thì làm gì mà chẳng chịu ra tay sắp chỗ ngồi, cứ ở không đi tới đi lui hoài như vậy. Lúc ông đi tu ông có từ giả ai hay không? Không có ai cho ông xuất gia mà ông về đây làm. Khi mà họ sách mé đặt một số câu hỏi rồi họ ráp lại, ráp lại rồi kéo y kéo áo của tỳ khưu Chu La Kala và đem thường phục màu trắng thay cho ông ta và nói rằng thôi thì bây giờ ông đi thỉnh Đức Bổn Sư về để chúng tôi ở đây sắp đặt chỗ ngồi cho. Vừa mới tu lên tỳ khưu chưa được một cái hạ nào kéo hoàn toàn tục thì cũng vừa theo cái sở thích của mình, cho nên Chu La Kala chẳng có biết khổ thẹn, cũng không thắc mắc ngại ngùng vì cái lối phục sức của mình. Bây giờ ông ta đi ngay đến Đức Bổn Sư đảnh lễ và xin rước luôn chư tăng về nhà để trai tăng. Mấy bà vợ của trưởng lão Maha Kala mới tính với nhau rằng hai cái cô này đã bắt được chồng của họ quay trở lại, còn chúng ta thì phải làm theo mưu kế đó mới được. Bởi vì chúng ta đông hơn tới 8 bà, mà bên kia có 2 bà mà đã thành công thì chúng ta 8 bà, như vậy thì chắc chắn là thành công. Rồi mấy bà chờ cho chư tăng đủ ngồi xong mới thỉnh Đức Phật và chư tăng ngày hôm sau thọ thực nơi nhà của mình. Lần này thì có một vị tỳ khưu lạ đến trước chỉ bảo chỗ sắp đặt vị trí, cho nên mấy bà không có cơ hội để bắt cóc chồng cũ của mình. Rồi mới thỉnh Đức Phật và chư tăng ăn quả dâng vật thực vân vân. Lúc bây giờ có đủ mặt hai bà vợ của Chu La Kala thì bốn bà vợ của Machima Kala rồi 8 bà vợ của Maha Kala. Chư tăng vị nào muốn thọ thực ở trong nhà thì ngồi ở trong, vì nào muốn ra ngoài thì sau khi thọ bát đứng dậy ra về hoặc là dùng ở bên ngoài. Đức Phật ngồi luôn ở nơi đó thọ thực, và khi Ngài dùng xong thì các 8 bà này mới đến bạch với Đức Phật. Bạch Ngài, trưởng lão Maha Kala còn phải lại tụng kinh hồi hướng phước báo, xin cũng thỉnh Ngài quan hỷ trở về trước với chư tăng. Đức Phật sa thú, sa thú. Rồi Ngài về trước, để lại trưởng lão Maha Kala một mình. Khi mà về đến cổng thành thì chư tăng mới lên tiếng than phiền rằng tại sao mà Đức Thế Tôn làm như vậy, không biết là Ngài cố ý hay là vô tình. Hôm qua Chu La Kala về nhà trước đã làm hai cuộc đời tu hành của ông ta, hôm nay thái một vị tỳ khưu lạ đến trước, cho nên không có sự tai hại xảy ra.
Mà bây giờ thì Đức Phật là bảo Mahakala lại một mình, và Ngài là ngự về trước. Thật là tội nghiệp cho tỳ khưu Mahakala với đức chân chánh, không biết vị ấy bị tám các bà vợ cũ sẽ làm hư phạm hạnh hết, kết liễu cuộc đời tu rồi. Nghe Di Tăng bàn cản như vậy, Đức Phật dừng bước lại và hỏi: này các vị khưu, các ông đang nói chuyện gì đó? Di Tăng mới lặp lại cái lời vừa nói chuyện xong. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng: này các vị khưu, các ông cũng tính rằng Mahakala giống như Chulakala hay sao? Bạch Ngài, đúng là như vậy. Vì Chulakala chỉ có hai bà vợ, còn Mahakala thì có đến tám bà vợ. Nếu mà tám bà này mà ra con vây bắt thì làm sao mà ông ta thoát khỏi? Bạch Ngài, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ khưu, các ông chớ nói như vậy. Chulakala đã quen sống cái đời phóng túng, tư tưởng chạy theo những dục lạc của ngũ trần, như cây mềm yếu nó mọc giữa bờ sông. Thế lại con của Như Lai là Mahakala, sống không có ham dục lạc, hành thiền quán tưởng về bất tịnh, thì giống như cái núi đá kiên cố không có bị lay chuyển. Và Đức Phật Ngài thuyết lên hai câu Phật ngôn. Chúng tôi xin lặp lại hai câu Phật ngôn này. Supanupasin viharantang indriyesu asangutang pochanam hi matanyung kusitang hi na viriyang tang vepasa timaro vatorukang vadupalang asupanupasin vì ha ran tăng in tri ye su su tăng phu tăng phổ cha nam hi cha ma tan nhung san thăng a ran tha vi ri yang tăng we na pa sa ti ma ro wa to se lang wa ba ba tăng. Người ham khoái lạc vui đùa, lục căn chẳng giữ, lại ưa ăn nhiều, biến lời phận sự bỏ liều, ma vương mới dễ dắt diều khiến sai. Cây mềm gió lốc dễ lai, người hèn khó thoát khỏi tay dục tình. Lục căn khôn khéo giữ gìn, uống ăn thiết độ, vững tin pháp thiền, thanh bằng giữ một lời nguyện, quán thông bất tịnh, tinh chuyên tu hành. Như dông đụng núi đá xanh, ma vương muốn thắng cũng đành bỏ tay. Và khi hai câu Phật ngôn này vừa chấm dứt, thì cũng cùng lúc đó Ngài Mahakala khi mà ở lại một mình, bị tám bà vợ ráp vào bao vây và hỏi: ông đi tu có tự giả hay không? Bây giờ ông có chịu hoàn tục hay không? Mà khi hỏi như vậy thì tám bà ra tay muốn lột bộ y vàng của Ngài Mahakala. Thấy tình thế nguy ngập, Ngài vội vã đứng dậy, dùng thần thông bay lên phá trống nóc nhà thoát ra ngoài, rồi theo đường hư không bay theo kịp Đức Bổn Sư lúc mà Ngài đang đọc dứt hai câu Phật ngôn. Ngài đã đứng giữa hư không tán tụng kim thân của bậc đạo sư, rồi đáp xuống đất đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Và cùng lúc hai câu Phật ngôn chấm dứt, thì những vị tỳ kheo có mặt ở nơi đó đều chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tiểu hắc tâm còn luyến thế gian, theo anh tạm khoác bộ y vàng của đời, chưa chán mùi cam chỉ, đường đạo nào kham vị khổ toan, lúc đứng chờ anh bước thẳng, chàng ràng
kiếm vợ, vợ Lôi Nga. Đội hoa là mặc đồ cư sĩ, chẳng tùy hiềm chi chẳng hủ hang. Đại hắc lòng không luyến tục trần, mong tìm đạo quả bậc siêu nhân. Nửa đêm đứng quán bên thi thể, hằng bữa ngồi tu sát ngộ phần. Thâu lẽ vô thường sanh với diệt, quên niềm phu phụ ái và ân. Xem chừng tám ả vừa sinh sự, trổ nóc phi đằng giải thoát thân. Alo, quý vị còn nghe không? Chắc hồi nãy giờ ngủ hết rồi. Thôi ngủ, tới giờ cũng nên ngủ rồi. À, sau giờ 34 phút rồi, hơi lố 4 phút. Quý vị thông cảm ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với duyên sự, chúng ta thấy hai bà thì bắt được một ông sư, một tám bà bắt cái vị này bắt không được. À, cái trong cái duyên sự này cho chúng ta thấy dẫu là tám bà, nhưng mà Ngài Maha Kala, Ngài đã chứng đắc thánh quả là hán, cho nên làm sao mà bắt được. À, thôi thì chúng ta thấy đây là một cái bài học để thật tâm mà tu tập. À, thì chúng ta sẽ thoát được phiền não. Còn nếu mà nghĩ dễ vui thì chúng ta sẽ bị luân hồi sanh tử. Ý nghĩa của Phật ngôn này nhắc nhở chúng ta trong sự tu tập, đừng có nên giải đãi, đừng có nên phóng túng, đừng có nên dễ vui, mà nên tinh cần trong thiện pháp. Và khi chúng ta tinh cần trong thiện pháp thì chắc chắn là sự an vui sẽ đến cho chúng ta. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan lực vô biên khi toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê là sa chà quá chê na số thiểu vô hô tu sa pa đa. Do lời chân thật này kính dâng qua phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hài Giá. À, xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Oh.